Mua bỏ dàn loa karaoke nên lựa chọn loa nào? Các bạn có thể nhìn thấy hiện tại trong không gian nhà Zika chúng em đang rất nhiều các mẫu loa karaoke và hát cũng như nghe nhạc hiện nay. Các bạn có thể mua những đôi loa như thế này, Đấy, những đôi loa thùng nhiều đồng tiếng, hoặc những đôi loa full, hoặc những đôi loa cây và thậm chí cả những đôi loa cây đắt tiền như thế này. Hay là đôi những đôi loa full cao cấp như thế này ạ, đều có thể chúng ta vừa xem phim vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và đây cũng là những cái mối quan tâm khi mà À, gần như là cực kỳ nhức nhối khi mà các anh em đang bắt đầu tìm hiểu cho mình một bộ dàn âm thanh karaoke okay. thì cách tốt nhất hiện tại mà chúng em đưa ra lời tư vấn các anh em hãy tìm ngay đến cho mình những cái đơn vị bán hàng uy tín để được tư vấn làm sao cho mình lựa chọn phù hợp những mẫu loa sử dụng đúng mục đích và cái quan trọng nhất là cái không gian khán phòng chúng ta muốn sử dụng hay thậm chí còn một cái điểm mấu chốt quan trọng lớn hơn nữa đó là cái tài chính các em phải xác định cái tài chính và cái nhu cầu sử dụng của mình thì chúng em cũng như các showroom khác mới có thể tư vấn được các anh em làm sao lựa chọn những bộ dàn âm thanh đạt tiêu chuẩn và trong cái tầm tiền hay ví dụ những cái cấu hình combo với những cặp loa hầm hố 938 chúng em đưa ra đây Đó, em có thể giới thiệu luôn ở đây với những cặp như thế này thì cái công suất của cặp loa này nó đáp ứng cho chúng ta lên đợt 7 đến 800W và cái không gian khoảng 5 đến 60 mét vuông một đôi loa thùng nhiều đường tiếng với con bát 40 đánh cho không gian rộng nhu cầu nghe nhạc mạnh và thi thoảng nghe nhạc thì tí ta thì tách thì đôi này sẽ hợp lý hoặc với những các anh em thích cái sự đa năng của một đôi loa phun, thích cái chất của loa full thì đối những cái đôi loa phun như dòng VA12 Pro thì nó sẽ đem ngược lại cái trải nghiệm hừng hực máu lửa cho anh em. Đấy. hoặc là những cái độ chi tiết của những đôi loa cây, chúng ta nghe nhạc thì ta thì tách và hát cái tiếng à, bass nó mềm mà nó có cái kiểu dáng đẹp sang trọng thì những đôi loa cây giờ 4000 hay cao cấp hẳn đi, các anh em có không gian rộng 7-8 mét vuông hoặc phòng khách hàng trăm mét vuông thì đây những đôi sh 1800 thể hiện được luôn cái sự đẳng cấp của người chủ sở hữu. hay nghe phía sau lưng em đây. Coi em thích một sự tối ưu tốt về một bộ dàn âm thanh thì chúng ta có một đôi loa full Tất cả những cái dòng nhạc hiện nay trên thị trường qua đôi loa full này nó sẽ có những cái cảm xúc rất là mạnh liệt từ những bản nhạc hừng hực máu lửa cho những bản nhạc nhẹ nhàng tinh tế. Hay là đơn giản như một bộ dàn máy chúng ta có thể chọn những cái thiết bị rời, Đấy, hàng chồng hàng lớp lên với nhau. Thay vì thế hiện nay các bạn cũng có thể lựa chọn cho mình những cái bộ dàn thiết bị tối ưu tốt chỉ với hai thiết bị một đẩy lên vang và một bộ mic rời là các em được karaoke okay. thậm chí nó sẽ cho chúng ta được một cái hiệu quả rất là cao hiện nay chúng em đang áp dụng những cái công nghệ mới này tốt về cái sản phẩm này đem lại một cái trải nghiệm thật sự luôn là hài lòng hoặc là những cái cọc loa siêu trầm đơn giản những bộ cấu hình combo chúng em có thể tư vấn các anh em lên luôn loa trầm hoặc không cần loa trầm ở cái tài chính của anh em muốn đầu tư bao nhiêu tiền thì chúng em sẽ có những cái phân khúc như vậy hiện tại Zika chúng em đang là một đơn vị rất là tự hào khi đưa ra thị trường hiện nay với những cấu hình combo theo những cái phân khúc khác nhau đa dạng về mẫu mã và giá tiền từ 11 triệu 500 ngàn đồng cho đến hàng trăm triệu những cấu hình combo và một video ngắn chúng em lên sóng để uh, tư vấn các anh em về cái nhu cầu thật sự nếu cần mua một bộ dàn âm thanh nên lựa chọn loa như thế nào thì các bạn em cứ liên hệ ngay cho chúng em chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn phù hợp với cái tài chính và cái nhu cầu và không gian nhà mình sử dụng nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.